Thầy, đã có báo cáo kiểm tra máy tính. Máy tính virus Trojan. Virus Trojan thông qua đích quy quy của Châu Dĩ Cường gia diễm vào máy tính. Loại virus này không chỉ có thể giám sát cuộc trò chuyện của đối phương từ xa, mà còn có thể khống chế hình nền máy tính từ xa. Điều khó tin nhất là loại virus này có tên gọi là sáu cơ. Ngoài ra, ngày Châu Duế xảy ra chuyện, Châu Dĩ Cường uống rượu cùng mấy người bạn tại vũ trường, không có thời gian gây án. Đã điều tra được nguồn gốc loại virus này chưa? Bộ phận kỹ thuật đang điều tra. Giả Tỉnh Tỉnh có thời gian gây án không? Không có. Thời điểm máy tính nhiễm virus, chắc cô ta vẫn luôn hôn mê trên giường bệnh. Đúng là gặp quỷ rồi. Lạ thật. Tại sao video của camera khu vực cổng bảo vệ ngày hôm đó lại bị xóa mất? Người anh muốn tìm tới rồi. Chính là người kia. Nếu video mình và Lý Hạo Triết ra khỏi khu vực chung cư, vô tình bị xóa mất, thì tại sao video cậu ta đi vào chung cư cũng không sao? Không lẽ đối phương muốn xóa video có liên quan tới Lý Hạo Triết? Tại sao đối phương lại xóa video có liên quan tới Lý Hạo Triết chứ? Chẳng lẽ Lý Hạo Triết có liên quan đến việc mất tích của Giả Minh Minh? Tiểu Khả, tối nay em có thể dẫn Lý Hạo Triết về nhà một chuyến không? Thầy, có kết quả rồi. Mau nói đi, người có bộ phận kỹ thuật đã điều tra ra ID phát tán virus Trojan 6 cơ cho Châu Dĩ Cường tại một quán cà phê internet Cầu Vồng trên đường Đại An. Em đã kiểm tra video trích xuất từ camera tại quán cà phê, cuối cùng cũng tìm ra tên tiểu tử đó là ai. Người này rất quen thuộc, suốt ngày trộm đồ ở cầu Ninh Kiều, biệt danh là Châu Đen, chính là người chạy rất nhanh đó. Anh ta là 6 cơ sao? Em cũng thấy không đúng. Nhưng thực sự chính là anh ta gửi virus. Kể cả khi anh ta không phải 6 cơ thì anh ta cũng biết ai là 6 cơ. Đi, chúng ta tới nhà anh ta. Chân Đen, cảnh sát đây. Không được động đậy. Quay lại đây. Sao vậy? Vẫn muốn chạy à? Nói đi, sự việc rốt cuộc ra sao? Sao lại chuyện gì? Tôi muốn biết có chuyện gì vậy. Anh đừng giả vờ hồ đồ với tôi. Anh biết chúng tôi gọi anh tới làm gì mà. Tôi thật sự không biết. Dù sao cảnh sát tìm tôi chẳng có gì tốt đẹp cả. Đương nhiên là tôi phải chạy rồi. Tôi hỏi lại lần nữa, 10 giờ sáng hôm qua có phải anh dùng máy ở quán cà phê internet Cầu Vồng không? Đúng vậy. Có phải anh gửi loại virus Trojan tên 6 cơ cho một người bạn trên mạng có tên Châu Châu không? 6 cơ. Lúc tôi tới đó dùng máy, thấy trước đó có người quên audit QQ. Tôi đã xem những ký trò chuyện. Nhưng cô ta không có phản ứng gì, nên tôi đã audit QQ đó rồi. Anh nói thật chứ? Các anh có thể điều tra. Cả quán đều có camera. Tìm ra người sử dụng máy tính đó trước tôi là biết cả mà. Ưu tiên hàng đầu là tìm ra người sử dụng máy trước. Châu Đen tại quán cà phê internet Cầu Vồng. Đã hiểu. Đội trưởng Hàng, thẩm vấn xong chưa? Đã xong rồi. Tới lượt anh bị thẩm vấn rồi. Tại sao vậy? Yên tâm đi, không sao đâu.
về virus Trojan 6 cơ. Có thể Hoàng Tĩnh Nghi không rõ lắm, nhưng tôi lại rõ mồn một. Đó là chương trình cho cảnh sát anh viết ra khi còn học tại trường cảnh sát. Tại sao nó lại xuất hiện trong vụ án 6 cơ? Anh hãy giải thích đi. Anh biết chuyện này mà. Hôm Giả Tỉnh Tỉnh hôn mê, tôi đã gọi điện cho anh. Anh nghe tôi nói đã, không còn thời gian chờ nhân viên kỹ thuật nữa. Chỉ cần anh đồng ý với phương án của tôi sẽ nghĩ cách xử lý về mặt kỹ thuật. Sợ rằng nhân viên kỹ thuật không kịp tới, tôi mới sử dụng loại virus này trong máy tính Giả Tỉnh Tỉnh. Giống chỉ là để tìm kiếm chị gái Giả Minh Minh của cô ấy. Không ngờ lại bị người khác sử dụng trong vụ Châu Dĩ Cường. Bao nhiêu cách điều tra anh không dùng. Ai bảo anh dùng cái trò anh ta tự tạo ra? Khi đó tôi chỉ có thể tìm được cái này để dùng. Liệu tôi có được phép nghi ngờ con virus đó là cậu gửi cho Châu Dĩ Cường? Và cậu chính là môi giới của cô Giả. Cậu chính là người sử dụng máy tính trước anh ta mà chưa kịp audit quy mà Châu Đen nhắc tới. Đừng bảo anh cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ thế nào không quan trọng. Quan trọng là thanh tra nghĩ thế nào. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, việc điều tra của anh không phải cứ thế là xong. Về Giả Minh Minh mất tích, video tại camera an ninh vào ngày mốt cũng bị xóa mất. Nhân viên quản lý phòng camera Châu Dĩ cũng chết. Anh bận rộn lâu như vậy, bắt được một Châu Dĩ Cường, bắt được một Quách Đại Bảo và một người tên Châu Đen. Nhưng không ai trong số họ có liên hệ gì với cái chết của Châu Dĩ cả. Nếu tôi là thanh tra, đương nhiên tôi cũng sẽ nghi ngờ. Đây là anh đang vừa ăn cướp vừa la làng, cố tình đánh lừa cảnh sát để kéo dài thời gian giải quyết vụ án. Còn khi trước Trojan 6 cơ xuất hiện, chính là bằng chứng xác thực nhất. Trước khi họ thu thập đủ chứng cứ, tôi nhất định chứng minh tôi có mặt trước 6 cơ và chính tay bắt 6 cơ thật sự áp giải tới trước mặt họ. Hồng Đào ơi Hồng Đào, tôi đã nói gì với anh? Sự bảo vệ của tôi cho anh chỉ có hạn. Còn kẻ thù của anh mạnh mẽ hơn so với anh nghĩ nhiều lắm. Tôi hy vọng sau này anh sẽ không phạm sai lầm giống vậy nữa. Đừng sử dụng những thứ có thể bị 6 cơ lợi dụng và khiến chính mình lâm vào tình huống khó xử nữa. Về hành vi và cách phá án, tôi có thể giúp anh một lần, hai lần, nhưng không thể giúp anh tới lần thứ ba, lần thứ tư được. Hậu Triết, anh vào đi. Chắc anh em vẫn chưa về nhà đâu. Anh cứ ngồi xuống đi đã. Được. Để em lấy đồ cho anh uống. Để ở đây đi. Hậu Triết, em hỏi anh một việc. Anh thấy giữa chị Tĩnh Nghi và chị Tiểu Huệ, ai hợp với anh em hơn? Gì vậy? Sao anh biết được chứ? Em cũng tò mò thật đấy. Em nghiêm túc hỏi anh mà. Sao anh nói em tò mò? Không thèm hỏi anh nữa. Chắc anh của em sắp về rồi. Em đi nấu đồ ăn đây. Anh ngồi chơi một lát. Tới rồi, anh. Tiểu Khả đâu? Tiểu Khả, em đang ở nhà bếp nấu đồ ăn cho anh đây. Anh ngồi chờ đi. Được. Thầy, số điện thoại liên lạc với Giả Tỉnh Tỉnh đã hoạt động lại rồi. Được, tôi biết rồi. Là anh à? Tôi đang ở nhà bạn gái. Có hơi bất tiện một chút. Không sao, anh cứ nói đi. Mau nói đi, chuyện gì hả? Được, tôi biết rồi. Được. Em biết là hôm nay anh chưa ăn cơm. Em đã nấu mì cho anh. Em gái anh có tốt không? Tốt. Em làm cả cho Hậu Triết nữa. Anh ăn từ từ thôi. Được. Thôi nhé, tôi đi ăn cơm cái đã. Được, cúp máy đây. Bye bye.
Tôi đi rửa tay đã. Sau khi biết Lưu Hồng Đào đã theo dõi số điện thoại này, Lý Hạo Triết hiểu rằng mình không thể liên lạc với Giả Tĩnh Tĩnh nữa. Muốn liên lạc với cô ấy, chỉ còn cách tìm phương án khác. Chủ tịch Hoàng, nghe nói Giả Minh Minh có một cô em. Ông nói xem họ có liên hệ hay không. Có em gái sao? Cậu theo dõi kỹ cho tôi. Nói không chừng Giả Minh Minh đã đưa đồ cho cô ta. Tôi biết mình nên làm gì. Hạo Triết, cậu có biết hôm nay tôi gọi cậu tới làm gì không? Không biết. Tôi buộc phải thừa nhận, vụ án này đã gây ảnh hưởng tới phán đoán của tôi về mối quan hệ giữa cậu và Khả Khả. Tôi muốn xin lỗi cậu. Anh khá sáo quá. Dù sao anh cũng là cảnh sát nhân dân mà. Bởi vì tôi có thể thấy Khả Khả rất yêu cậu. Cậu có yêu nó không? Đương nhiên là có. Được. Vậy tôi hỏi cậu một câu. Cậu phải trả lời thật lòng. Cậu và Giả Minh Minh có quan hệ gì? Tôi và Giả Minh Minh thì có thể quan hệ gì? Cậu phải nói thật. Ai vậy? Giả Tĩnh Tĩnh, sao cậu tới đây? Tôi tới tìm cảnh sát Lưu và Lý Hạo Triết. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi tới cảm ơn hai người. Mặc dù tôi không nhớ ngày tôi mê mang đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe bác sĩ nói hai người đã cứu tôi. Hôn mê, cứu cậu. Chuyện gì vậy? Thật ra mình mắc một chứng bệnh gọi là hội chứng Leon Levin và hội chứng sợ không gian hẹp. Mình nghe bác sĩ nói lần này phát bệnh, mình được một cảnh sát tên Lưu Hồng Đào và cậu trai tên Lý Triết Hạo đưa tới bệnh viện. Họ nói mình suýt bị xe tông trên đường, nhưng mình chẳng có chút ấn tượng nào cả. Bất kể thế nào, tôi vô cùng cảm ơn hai người. Có chuyện này sao? Đúng vậy, anh và anh em cùng cứu cô ấy. Thật ra không cần cảm ơn đâu. Cô còn chuyện gì khác không? Thực ra ngày bị hôn mê, tôi định tới tìm anh để hỏi thăm về chuyện của chị tôi. Chúng tôi tin rằng có thể chị cô đã nhìn thấy người hoặc sự việc nào đó mà cô không thể nhìn thấy. Cô ấy sợ gặp rắc rối nên đã trốn đi. Do đó, có thể hiện tại cô ấy đang gặp nguy hiểm. Nếu cô ấy liên hệ với cô hãy thông báo cho tôi sớm nhất có thể. Cảnh sát Lưu, trước kia tôi còn có điều không tốt với anh. Hôm nay tôi đặc biệt tôi nói lời xin lỗi. Tôi không làm phiền mọi người nữa. Tôi đi trước đây. Anh, chị cậu ấy đã gặp phải chuyện gì vậy? Anh cũng không biết Giả Minh Minh đã gặp phải chuyện gì. Biết đâu hôm nay Hạo Triết sẽ cho chúng ta biết đáp án. Phải không Hạo Triết? Thật sự không hiểu anh có ý gì. Tôi và Giả Minh Minh chẳng có liên hệ gì với nhau. Ngày Giả Minh Minh mất tích, cậu cũng có mặt tại chung cư đó. Sau đó mấy ngày, quản lý phòng camera của chung cư này đã phát hiện đã chết tại phòng camera. Hiện tại chúng tôi đã có đủ bằng chứng chứng minh sau khi quản lý phòng camera bị sát hại đã bị ngụy trang thành cái chết ngoài ý muốn. Tất cả camera an ninh vào ngày Giả Minh Minh mất tích bị xóa toàn bộ. Điều khiến tôi không hiểu nổi là video ngày cậu vào chung cư đó cũng bị xóa mất. Cậu có thể giải thích giúp tôi không? Đã có chuyện gì hay không? Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi vào chung cư này chỉ muốn đi vệ sinh. Còn tôi cũng không biết tại sao video của tôi vào chung cư lại bị xóa mất. Có thể đây là do trùng hợp thôi. Có thể lúc tôi vào chung cư, kẻ phạm tội cũng đã ở gần đó.
Đúng vậy, người ra vào chung cư nhiều lắm. Sao anh cứ nghi ngờ Hạo Triết mãi vậy? Anh phải suy xét tất cả những khả năng có thể xảy ra. Em hiểu không? Hơn nữa bây giờ em và Hạo Triết đang yêu nhau. Anh không cho phép một người có liên quan tới vụ án trở thành em rể tương lai của anh được. Em hiểu không? Hạo Triết, cậu có thể thông cảm không? Có thể, đương nhiên là hiểu.